Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 38 viết chương trình tính tốc S là các giá trị lẽ nguyên dương nhỏ hơn số n. Đấy. Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể hình dung được yêu cầu của bài toán này. Ở đây mình cho cái n đây bằng 5, cái số nguyên dương n đây bằng 5. Thì những cái số lẻ nhỏ hơn cái số n này tức là 1, 3 đúng không ạ? Đấy. Thì cái tổng S cần tìm sẽ là 1 cộng 3 bằng 4. Đấy, thì đây là một cái ví dụ để minh họa cho cái yêu cầu của bài toán này. Rồi. Thì sau đây mình sẽ viết code cho cái đoạn bài toán này. Đầu tiên thì cũng như những cái bài khác thì mình cần phải khai báo cái thư viện cho nó. Rồi. Rồi sau khi đã khai báo thư viện thì ta đi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này đầu tiên thì mình cũng cần phải khai báo một số cái biến cần thiết. Đấy. Vì nó kiểu nguyên thì mình sẽ sử dụng cái kiểu integer. Đầu tiên sẽ là cái n, đúng không ạ? Và cái tổng không ạ? Tổng s. Đây, mình đặt là s luôn cũng được. Bằng 0 đúng không ạ? Khởi tạo cái giá trị ban đầu cho nó bằng 0, vì ban đầu nó chưa có gì nên nó sẽ bằng 0 đúng không ạ? Và sau đó sẽ là một số cái câu lệnh để nhập vào số n. Nhập n rồi. Đây, đây sẽ là một cái số lệnh scanf để chúng ta nó đưa cái n từ bàn phím ra màn hình. Đó. Đây sẽ là phần trăm d. Và đây sẽ là và n, đúng không ạ? Rồi. Sau khi đã nhập n vào rồi thì ta sử dụng một cái vòng lập for với cái giá trị ban đầu, với cái giá trị biến chạy là y bằng 1, đúng không ạ? Vì là tổng của tất cả các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn n nên là cái y này nó phải chạy từ 1 cho đến bé hơn n, đúng không ạ? Vì nó nhỏ hơn, bắt buộc nó cái giá trị lẻ nó phải nhỏ hơn n nên ở đây thì nó chỉ chạy đến từ 1 cho đến bé hơn n, đúng không ạ? Và cái y này sau mỗi lần thì nó sẽ tăng lên 2 đơn vị, đúng không ạ? Bằng y cộng 2, đúng không ạ? Vì sao lại như vậy? Vì ban đầu y bằng 1 ạ, thì cái số lẻ tiếp theo của nó sẽ là cộng thêm 2 đơn vị, đúng không ạ? Thì nó mới trở thành số lẻ được ạ. Nếu như các bạn ở đây là thành, nếu các bạn ở đây thành các bạn đặt là y bằng y cộng 1, đúng không ạ? Thì nó chỉ tăng lên 1 đơn vị thì nó là số chẵn, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy là nó không đúng. Rồi. Sau khi sử dụng cái vòng for này, trong vòng lập for này thì mình sẽ tính cái tổng s. Cái tổng s lúc này sẽ bằng s ban đầu và cộng cho cái y. Đó. Vì y lúc này đóng vai trò là một cái số lẻ mà nhỏ hơn n, đúng không ạ? Đấy, sau cái vòng for này thì nó đã tìm được ra y. Thì y là những cái số lẻ mà nhỏ hơn n rồi. Thì nó lại tìm được ra s, đúng không ạ? Và sau khi tìm được s thì sẽ print ra cái đây. Cái s này mình đặt nó trong cái dấu móc. Đúng không ạ? Sau khi tìm được s thì mình sẽ in ra tổng cần tìm là, rồi đây sẽ là phần trăm d, đúng không ạ? Vì tổng của những cái số nguyên thì là sẽ là số nguyên, đúng không ạ? Ở đây địa chỉ của nó sẽ là s chấm phẩy, đúng không ạ? Ở đây sẽ mình sử dụng thêm một cái câu lệnh get nữa, đúng không ạ? Get và cuối cùng là ta chạy cái đoạn chương trình này cho các bạn xem. Rồi ở đây mình sẽ nhập với cái số là 5, n bằng 5 đó, như cái ví dụ lúc nãy mình đã đưa ra, đúng không ạ? Thì tổng cần tìm là 4, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ so sánh với cái lúc này này. Xin lỗi các bạn vì cái dot path lúc nãy mình đã xóa mất rồi nên là chúng ta không thể so sánh được. Thì mình cũng sẽ nói qua vì sao nó lại bằng 4, đúng không ạ? Vì khi chúng ta nhập n bằng 5
thì những cái số lẻ mà bé 5 tức là 1 và 3 đúng không ạ? Thì tổng của 1 và 3 sẽ là 4 đúng không ạ? Thì nó sẽ cho qua là 4 ạ. Đấy. À, mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình nhập n bằng 9 đi ạ. Thì tổng cần tìm là 16. Vì sao lại bằng 16? Vì lúc đó những cái số lẻ mà bé 9 tức là 1, 3, 5, 7 đúng không ạ? Và tổng cộng các 1 1 cộng 3 tổng S lúc này sẽ là bằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7. Đấy. Thì nó sẽ bằng 16. Đấy. Thì trên đây là cái chương trình để tính tổng S là các giá trị lẻ nguyên dương mà nhỏ hơn cái số N mình nhập vào đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.